bạn có khán giả của bạn, khán giả của bạn thương bạn, đó là hạnh phúc của bạn. Yeah. Và tôi vui với hạnh phúc của bạn. Yeah. À, bạn kia làm phim được mấy trăm tỷ, tôi vui với hạnh phúc, mà mình phải vui thật sự. Yeah. Có nghĩa là mình không có chuyện mà trời ơi cái phim dở ẹt nhưng mà sao được nhiều tiền thì trời là không được. Mình yeah. mình không để cái năng lượng nó vô được, mặc dù là đôi lúc nó thoáng qua nha. Yeah. Nhưng mà mình kìm hãm cái cảm xúc đó liền, vì là trước đây thì có, nhưng mà sau này thì mình nói không, mình phải hạnh phúc với cái mình phải hạnh phúc với thành công của người ta. Ừ. Thì mình mới có được cái thành công đó. Nhưng mà thật sự cái đó mình phải rèn luyện khó không anh? Không, thật ra thì nó cũng không khó lắm đâu em. Thật ra thì mình thương một người nào đó, mình trân trọng một cái tình cảm nào đó thật. Ừ. Thì cái chuyện mà họ thành công mình không có, mình thấy vui là được. Quy lại thì nó vẫn là cái câu nói là hãy đặt mình vào vị trí của người khác. Đúng và rồi. Hãy trải nghiệm những cái việc người đó làm thì mình sẽ hiểu hơn. Đúng rồi. Mình như thế nào? Mình hoan hỷ hơn, nhưng dạ. mà nếu mà nói là không có cạnh tranh nhau là không đúng. Ừ. Mình sẽ có cạnh tranh. Dạ. Thậm chí bây giờ một sản phẩm của Luật mà ra chung một cái sản phẩm của Thành hay là sẽ ra chung một sản phẩm của Giang thì mình sẽ cố gắng mình làm tốt nhất. Dạ. Có sự cạnh tranh chứ, và mình quan sát coi là ê bên kia đang làm cái gì. Dạ. Mình phải làm, nhưng mà nó không có tiêu cực. Dạ. Không có hãm hại nhau, không có kêu ê bây giờ mày vô mày nói xấu thằng này cho tao, không có, cái đó mình không làm được. Vì thật ra mình rất là tin vào tổ nghiệp, ở nhà mình có bàn thờ tổ nghiệp. Mình rất sợ một cái cảm giác là mình cầm cái nhang lên mình khấn tổ và mình nói ông ơi thương con, hôm nay cho con làm được việc tốt này kia. Nhưng mà trong đầu mình lại suy nghĩ là mình mới đi nói xấu thằng đó xong, mình mới kêu đứa nào hại đó xong á, thì là ổng thấy liền, là ổng giận hậu mình liền. Mình không có quan trọng là mình kiếm được bao nhiêu tiền, mình quan trọng là mình sẽ, hai vợ chồng sẽ cùng làm cái nghề này cho tới khi mà già lớn tuổi, giống như má Ngọc già vậy đó. Tới khi lớn tuổi mà bước ra khán giả vẫn thương, yeah. khán giả vẫn yêu, khán giả vẫn thích là mình hạnh phúc rồi.